What's up? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Và lâu lâu mình cũng vẫn phải làm những em laptop mới cho nó hấp dẫn chứ đúng không? Đây là Roger Strix SK15. Nhưng nó là phiên bản của năm 2022 với rất nhiều sự nâng cấp. Đặc biệt là cái phiên bản mình đang có ở đây là chạy Intel thế hệ thứ 12 và nó là Intel Core i7-12700H. Nó có bao nhiêu nhân, bao nhiêu luồng gì đấy mình không nhớ cụ thể cho lắm, nhưng quan trọng hơn cả, đây là một con chip cân bằng giữa yếu tố hiệu năng. Nó có những nhân P-Core cực mạnh, nó có những nhân E-Core để chạy những cái tác vụ nền một cách mượt mà hơn, trơn tru hơn. Quan trọng hơn cả là em laptop này có thể nói là gần như thay đổi hoàn toàn về mặt hiệu năng trên những chiếc laptop sử dụng Intel. Đấy. Mà chưa kể nó cũng có rất nhiều những cái function khác khá là xịn sò. Ví dụ như là màn hình thì lên tới 2K 240Hz, xong là Wi-Fi 6E, đóng hẳn cả RAM DDR5 4800MHz. Rồi lại còn chưa kể 3060 nhiều năm tới 140W vài đạt. Ghê không? Nói chung á, cái con này năm nay bởi vì có rất nhiều cái thứ nâng cấp như thế, nó rất nhiều những cái spec rất là ghê gớm như thế, thì cái giá trị các bạn phải bỏ ra cho cái laptop này nó cũng hơi cao. Con này đắt đấy. Thế nên là nếu như các bạn có nhu cầu cũng có thể tham khảo tại Cellnet cho cái phiên bản này, hoặc là những phiên bản đời cũ hơn chút xíu thì chúng ta sẽ có những mức giá dễ thở hơn. Studio của mình cũng có một bạn đang sử dụng con G513 này, nhưng mà bản đời cũ Intel thế hệ 11 và sử dụng cũng 3060 và nó vẫn rất ngon thôi. Giá thì hợp lý hơn rất là nhiều, nên các bạn cũng có thể tham khảo nhé. Đương nhiên phải đánh đổi một vài những thứ khác. Thế thì con này với mức giá cao hơn, trải nghiệm phê hơn mà nó mới mẻ hơn thì có những thứ gì mới? Bắt đầu ngay bây giờ nhé. Let's go. Thì mình cứ nói ngay vào luôn vào cái thứ mình quan tâm nhất đi. Đấy là hiệu năng của Intel thế hệ thứ 12 trên con này thì nó như thế nào. Thì cái điều đầu tiên khi mình mở cái bài test Siemens R23 lên để mình test nhẹ cái khả năng ăn điện và cái mức hiệu năng có thể nói là quen thuộc nhất để các bạn làm những cái dựng hình 2D, 3D nhẹ nhàng linh tinh ấy. Thì con này khi mà mới chạy một cái nó có thể búp ngay lập tức lên tới 127W. Và thực sự đây là một cái mức ăn điện cũng khá là gớm. Và lúc này các bạn để thấy là tổng cộng tới 14 nhân của nó thì nó sẽ có 6 nhân xung nhịp cao P-Core, nó sẽ ở mức khoảng 4.1GHz, và có 8 nhân E-Core là xung nhịp thấp, nó sẽ vào khoảng tầm 3.2GHz. Và lúc này thực sự mà nói thì ăn khá là nhiều điện nên mình cũng thấy hơi bị bất ngờ nhẹ. Rồi mình còn bất ngờ hơn khi mà con này nó giữ cái mức ăn điện ổn định. Ổn định nha các bạn nha. Nó ở 110W điện. Vãi chưa. Intel thì có công bố là với những cái mẫu laptop sử dụng cái Intel thế hệ thứ 12 mới của họ thì sẽ có thể giữ ổn định ở mức khoảng 115W điện trong một khoảng thời gian dài, tức là TDP ấy. Thì con này theo như mình cảm nhận thấy là hạ xuống một chút xíu, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng nó sẽ giữ cho cái mức nhiệt độ có thể nói là ổn định hơn. Tại vì ăn ở mức khoảng 110W điện thì nó cũng đã đến mức 94 hoặc là thậm chí là 97 độ, nên là các bạn cũng có thể thấy là cũng hơi bị căng. Lúc này thì xung nhịp nó sẽ thấp hơn một chút xíu, P-Core ổn định vào khoảng tầm 3.9GHz ở cả 6 nhân và E-Core là 3GHz ở cả 8 nhân. Và sau khi chấm điểm xong á thì điểm số đưa ra cũng không có gì bất ngờ cho lắm cả, bởi vì nó lên tới mức khoảng hơn 17.000 điểm các bạn. Tức là nếu nói cho đúng ra thì nhờ cái yếu tố chia ra hai cụ E-Core và P-Core, và những lúc mà cần phải tính toán CPU trong một cái mức khoảng thời gian dài để render hay là yêu cầu cái mức tính toán rất là cao á, thì Intel có thể huy động tất cả những cái nhân này cùng hoạt động để có thể xử lý những cái tác vụ một cách nhanh hơn. Và như thế mình cảm nhận thấy một điều là hiệu năng được nâng cao lên một cách đáng kể luôn. Tại vì 17.000 điểm Siemens R23 nó cao hơn phần lớn những mẫu từ trước cho đến nay. Thậm chí nó cao hơn cả một vài những con CPU desktop đời cũ, ví dụ như là Intel 9900K mà hiện tại studio mình cũng đang sử dụng để edit video, khi mà con kia cũng chỉ vào khoảng tầm 12 cho đến khoảng gần 13.000 mà thôi. Các bạn thấy sự chênh lệch nhiều như thế nào chưa? Cái thứ khiến mình có ấn tượng hơn á, đấy là khi mình chấm điểm đơn nhân á, mới bật lên một cái nó ăn khoảng 30W và lúc này xung nhịp nó sẽ vào khoảng tầm 4.4GHz. Đương nhiên là mình sẽ chỉ cần quan tâm đến cái P-Core thôi. Thế nhưng đây là cái lúc mà nó mới búp lên thôi, và khi nó ổn định hơn á thì nó sẽ ăn vào khoảng tầm 25W và lúc này xung nhịp nó còn cao vãi cả đạn luôn, nó có thể lên tới 4.7GHz. Và cái phần điểm số đơn nhân đưa ra nó lên tới 1.797 điểm.
Và rõ ràng là với Intel thế hệ thứ 12 năm nay thì cái hiệu năng cho dù là đơn nhân hay là đa nhân thì con này cũng đã thực sự là nâng lên một cái tầm mới trên những mẫu laptop. Đương nhiên cái đánh đổi đấy là ăn nhiều điện và nó sẽ bị nóng. Như các bạn có thể thấy, ăn tới 110 mấy watt và thậm chí nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 9x độ, 100 độ là chuyện bình thường. Và con này nó đã có tản nhiệt kim loại lỏng rồi đấy các bạn. Mà nó còn nóng như thế thì các bạn cứ thử tưởng tượng như cái mẫu mà nó không có cái hệ thống tản nhiệt tốt như con này thì nó sẽ đến mức độ như thế nào. Ok, nói chung là hiệu năng của CPU sẽ là một cái thứ thực sự rất là tuyệt vời trên cái con laptop này luôn. Thế nhưng cũng có một cái yếu tố khác, khi mà đây là một cái laptop gaming thì nhiều anh em cũng sẽ quan tâm đến vấn đề GPU. Thì con này nó chạy RTX 3060 và nó ăn tới 140 W điện. Tức là có thể nói là cái mức 3060 mạnh nhất trên những mẫu laptop ở thời điểm hiện tại rồi. Và đương nhiên là mình có chấm thử bằng Fermax thì nó cũng có thể ăn trọn vẹn được đầy đủ 140 W điện như thế này. Và lúc này nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc, ồ, CPU ăn nhiều điện như thế, GPU cũng ăn nhiều điện như thế, thì với cái củ sạc chỉ là 240 W trên con này thì nó gánh làm sao được. Thì cũng dễ hiểu thôi, khi các bạn chơi game á, chúng ta xử lý nhiều nhất là ở cái GPU. Thế nên con CPU không bao giờ nó ăn lên tới 110 mấy W như thế cả. Vậy nên là nó sẽ chỉ ăn loanh quanh đâu đó tổng khoảng vài chục watt trong những cái tựa game bình thường các bạn chơi mà thôi. Vậy nên cái củ sạc 240 W kèm theo cái laptop này vẫn có thể gánh rất ngon được cái mức hiệu năng ổn định của con này trong quá trình các bạn chơi game. Còn đương nhiên trong cái quá trình mà các bạn làm việc thì nó sẽ tùy thuộc vào cái công việc của bạn. Ví dụ như vừa rồi mình có chấm thử bài test Prime 95 á, thì nó fix cứng ở mức khoảng tầm 115 đến 117 W và nhiệt độ lúc nào cũng cứ chạm mốc tầm khoảng 96 99 độ chuyện bình thường. Thì đấy tức là tùy thuộc vào cái bài test hay là tùy thuộc vào cái công việc mà các bạn làm á, thì cái mức ăn điện nó sẽ dồn cho CPU hay là dồn cho GPU. Thì đấy là một cái yếu tố mà nó sẽ phụ thuộc vào cái tác vụ mà các bạn sử dụng. Và những cái laptop như thế này đều có những cái tính năng để tự động cân bằng cái điều đó, nên các bạn không cần phải đắn đo quá nhiều. Nói chung á, hiệu năng của con này thực sự khiến mình rất là bất ngờ với CPU của nó. Còn đương nhiên GPU thì 3060 các bạn quen quá rồi thì chắc mình không cần phải nhắc lại quá nhiều nữa. Ok, bây giờ nói đến những cái thứ khác đi. Thì cái điều đầu tiên mình khá là ấn tượng đó là cái thiết kế của con này nó đây, có cái này nó đây. Đấy, thay đổi được khá là thú vị đúng không? Rồi chúng ta sẽ có những cái thiết kế mới mới một chút xíu để tạo ra một cái điểm nhấn trên con laptop này. Đương nhiên là nó vẫn dày, nó vẫn nạc, nó vẫn nặng đô thôi. Nhưng mà được cái là nó là một cái phiên bản kiểu 15,6 inch thôi các bạn. Nhưng mà viền màn hình rất là mỏng nên là tổng thể cái con này nó không hề bị quá to cho cái kích thước tổng thể của máy ra. Bàn phím của chúng ta cũng có khoảng cách giữa các phím rất là tốt và LED RGB nhìn rất là đẹp, xịn sò. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ có cái khóa Keystone ở đây để các bạn có thể lưu nhanh một vài những cái profile gì đó để mà giấu đi một vài những thứ gì đó các bạn muốn. Nói chung là cũng có những cái khá là hay. Nhưng mà cái mà mình thích nhất đó là cái phiên bản mình đang có ở đây, nó là 2K và 240Hz. Và với cái màn hình này mình cảm nhận thấy nó quá đủ để mình chơi game. Và thậm chí nó cũng rất đủ để mình làm những công việc liên quan đến đồ họa luôn. Tại vì cái màn hình này hiển thị màu sắc mọi thứ đều rất đẹp, nhìn cực kỳ sướng mắt luôn và cũng không có điều gì để phải phàn nàn quá nhiều. Loa ngoài cũng đã được nâng cấp lên rất nhiều để mình có một trải nghiệm tốt hơn. Bởi vì dễ hiểu thôi, nó dày hơn, nó tạo được nhiều không gian để cái âm bass nó tỏa ra tốt hơn. Nói chung là loa ngoài laptop Windows bây giờ ngon rồi đấy, chứ không phải là thua kém quá xa so sánh với loa MacBook giống như trước đây đâu các bạn. Con này thì cũng có một cái hay đấy là nó sử dụng cái Intel ấy. Thế nên chúng ta có Thunderbolt và các bạn cũng có thể sử dụng những cái củ sạc 100W để sạc cho cái con laptop này trong những cái tình huống các bạn đi ra ngoài, chúng ta làm những công việc nhẹ nhàng mà không muốn mang cái củ sạc quá nặng kèm theo. Và đương nhiên nó cũng có RAM DDR5 xung nhịp rất cao lên tới 4800MHz, 16GB sẵn có. Và chúng ta có MUX Switch. Thì đây là cái tính năng để giúp các bạn có thể tắt hoàn toàn đi cái card onboard và chỉ sử dụng cái card đồ họa rời bên ngoài để tăng cái mức FPS trong quá trình các bạn chơi như từ game eSports, ví dụ như là CSGO. Dễ hiểu thôi, tại vì cái màn hình của chúng ta có tần số quét rất cao lên tới 240Hz mà lại còn độ phân giải lên tới 2K nữa. Nếu như xuất cái hình ảnh thông qua card onboard thì không thể nào tận dụng được hết cái chất lượng màn hình cực kỳ xịn này. Thế nên có MUX Switch nó là một điều dễ hiểu. Và năm nay thì tất cả những sản phẩm trong hệ sinh thái ALG thì đều có MUX Switch cả. Thế nên là đây cũng là một cái điều khá là thú vị và hấp dẫn để khiến cho anh em game thủ đã hơn.
thích hơn. Đó. Ngoài ra thì cũng có một thứ mình khá là thích ở cái thiết kế cái cổng kết nối của con này, đó là đưa gần như tất cả những cái cổng kết nối quan trọng ra đằng sau. Ví dụ Type-C này, ví dụ như là HDMI này, hay là ví dụ như jack mạng LAN. Bên trái bên phải chúng ta sẽ chỉ để lại một vài như cổng A mà thôi. Cổng A và cổng tai nghe ở bên trái. Và bên này sẽ chỉ có cái khóa Keystone này, nên mọi thứ đều gọn gàng hơn, nó không hề bị vướng víu quá nhiều trong quá trình mình DJ hay là mình cắm những kết nối vào cái laptop này. Chỉ cần một khoảng không gian đằng sau là ok hết. Tóm lại, năm nay với con Asus ROG Strix K15 này thì cái hiệu năng của Intel thế hệ thứ 12 khiến mình quá bất ngờ luôn. Nó quá mạnh, nó mạnh vãi cái đạn luôn. Và đương nhiên với RTX 3060 ăn tới 140W điện thì hiệu năng của con này đúng là không có điều gì để phải bàn. Trong quá trình các bạn cho dù là gaming hay là làm việc, bên cạnh rất nhiều yếu tố khác như là màn hình này, như là bàn phím này, đấy, hay là như là những cái yếu tố khác tinh chỉnh phía bên trong về phần hiệu năng và về cái phần tản nhiệt cũng như là phần màn hình, thì nó đều khiến cho mình thực sự rất là hài lòng. Có chăng là bởi vì nâng cấp quá nhiều như thế thì mức giá nó hơi cao, nó cao hơn hẳn so với những thế trước đây, thì các bạn có chấp nhận được hay là không? Hãy comment chia sẻ ý kiến phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.